Xin chào các học sinh lớp 9. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em phân tích tâm trạng của người lính sau chiến tranh trong bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 4 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe bài phân tích tâm trạng của người lính sau chiến tranh qua bài thơ Ánh Trăng. Nguyễn Duy thuộc thế hệ nhà thơ trẻ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Một trong những sáng tác tiêu biểu của ông là bài thơ Ánh Trăng. Qua bài thơ này, tác giả đã thể hiện được tâm trạng của người lính sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, trở về với thành phố. Bài thơ Ánh Trăng là lời tự nhắc nhở bản thân của nhà thơ về những năm tháng gian lao đã qua của cuộc đời người lính. Vầng trăng gắn bó với tác giả suốt cả một quãng đời tuổi thơ. Trăng lại tiếp tục dõi theo từng bước chân hành quân trong suốt cuộc chiến, cùng chia sẻ những khó khăn gian khổ và cùng tận hưởng chiến thắng. Người và Trăng lúc ấy gắn bó với nhau như những người bạn tri âm tri kỷ. Ngỡ như không bao giờ quên được vầng trăng tình nghĩa, nhưng sự thay đổi của lòng người như một nhát chổi quấn phăng tất cả những kỷ niệm, hình ảnh về vầng trăng. Từ hồi về thành phố, quen ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường. Chiến tranh kết thúc, những người lính rời khỏi chiến trường khốc liệt để trở về quê hương xứ sở. Họ tận hưởng một cuộc sống ngày càng trở nên hiện đại văn minh hơn. Người lính ngày xưa bây giờ được sống trong ánh điện cửa gương và vầng trăng dần dần bị phai nhạt trong ký ức của họ. Vầng trăng giờ đây không còn là vầng trăng tri kỷ hay vầng trăng tình nghĩa nữa, mà đã trở thành một người dưng, một người không có bất kỳ mối quan hệ nào với người lính. Phép nhân hóa người dưng qua đường đã gây xúc động mạnh trong lòng người đọc. Nó đã làm nổi bật lên sự thay đổi của lòng người. Sự ồn ào của phố phường, sự bận bịu mưu sinh bươn trải kiếm sống cùng với sự vô tâm của người lính đã lấn át đi lý trí của họ và xóa bỏ vầng trăng ra khỏi trí nhớ. Điều này cũng nói lên một thực tế, khi con người được tận hưởng sự sung sướng đến từ vật chất thì họ bắt đầu lãng quên những ký ức gắn bó với mình lúc khó khăn. Cuộc đời cũng như dòng sông có lắm thác gành quanh co uốn khúc, đôi khi xảy ra những chuyện không bao giờ lường trước được. Thình lình đèn điện tắt, phòng building tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Đèn điện tắt, cuộc sống hiện đại xa hoa của chốn thị thành bất chợt dừng lại và bao quanh con người giờ đây chỉ là một màn đêm. Như là một bản năng, con người không bao giờ muốn ở trong bóng đêm. Họ tìm mọi cách để có được ánh sáng, thế là vội bật tung cửa sổ. Trước mặt người lính bây giờ là vầng trăng tròn, người bạn tri âm tri kỷ đã bị lãng quên bấy lâu nay. Vầng trăng ấy vẫn cứ tròn, vẫn lành lặn vẹn nguyên như hồi nào. Trăng không bỏ đi dù người lính có lãng quên trăng. Trăng không trách cứ hờn dỗi dù có bị xem là người dưng. Cái lòng vị tha bao dung của ánh trăng đã làm thức dậy trong nhà thơ những suy nghĩ bâng khuâng. Ngửa mặt lên nhìn mặt, có cái gì dưng dưng, như là đồng là bể, như là sông là rừng. Mặt người phải đối diện với mặt trăng, hay chính tác giả đang phải đối diện với người bạn tri kỷ của mình? Vầng trăng im lặng, chẳng nói, chẳng trách móc, mà nhà thơ vẫn cứ cảm thấy có cái gì dưng dưng. Cảm xúc giờ đây như muốn trào ra thành từng giọt nước mắt. Điệp từ như là, cùng với cấu trúc song hành và nghệ thuật liệt kê, đã làm nổi bật lên dòng ký ức tuôn trào, vỡ òa trong thâm tâm của nhà thơ. Đồng, bể, sông, rừng, những cảnh vật đã gắn bó với người lính ngày xưa ùa về. Nó như một thước phim chiếu lại những kỷ niệm thân thương mà bị lãng quên. Giọt nước mắt bây giờ khiến cho tâm hồn nhà thơ trở nên thanh thản, trong sáng lại, giúp ông nhận ra lỗi lầm của mình. Ở khổ cuối, vầng trăng đã thực sự thức tỉnh con người. Trăng cứ tròn vành vạnh, kể chi người vô tình, ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giật mình. Đến đây, hình ảnh vầng trăng đã mang một ý nghĩa biểu tượng. Trăng là quá khứ nghĩa tình, là vẻ đẹp bình dị vĩnh hằng trong đời sống. Vầng trăng tròn vành vạnh thể hiện một vẻ đẹp viên mãn trọn vẹn, bất chấp sự vô tình của con người. Trăng im phăng phắc, không nói gì mà chỉ nhìn. Trăng đã trở thành hiện thân của quá khứ chân tình, trung thủy và nghiêm khắc nhắc nhở con người tự soi dọi lại chính mình. Con người có thể lãng quên, chối bỏ quá khứ, nhưng quá khứ vẫn cứ mãi bất diệt vẹn nguyên. Thể thơ năm chữ cùng với nhịp thơ trôi chảy tự nhiên và nhịp nhàng theo lời kể đã thể hiện được tâm trạng suy tư của tác giả. Giọng điệu tâm tình tự nhiên của nhà thơ
cùng kết cấu độc đáo của đoạn thơ tạo nên tính chân thực, có sức truyền cảm sâu sắc cho người đọc. Cùng với phép nhân hóa và so sánh, Vầng Trăng hiện lên như một con người có tri giác, một người bạn tri âm tri kỷ không bao giờ bỏ rơi người lính. Như vậy, bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy đã khắc họa được tâm trạng của người lính sau cuộc chiến tranh, từ đó đem đến một bài học về truyền thống uống nước nhớ nguồn, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hết bài phân tích.